Kìa, thanh niên đứng dưới chạy nè, chạy đâu em trai đó, ok sướng chưa. Thường thường thì sẽ có nhiều thanh niên đứng ở bên hông cái nhà này nè, mà canh ke mình thì mình lên đây mình sẽ bắn được nó. Đây có thanh niên ở núp ở sau cái gốc cây trên đây thì cũng ít người để ý lắm, thì thường thường người ta sẽ nghĩ mình ở dưới chứ không có ai nghĩ mình lên nóc được này được đâu, cho nên là nó không có để ý mình đâu. Đấy thanh niên đó. Hello mọi người nha, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Gàng Nguyễn Ga Minh của mình nha. Đầu tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày học tập cũng như là làm việc thật là vui vẻ luôn nha. Bạn nào nghỉ hè rồi thì ở nhà chơi game cũng thật là vui vẻ luôn nha. Rồi hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn anh em năm cái góc bắn leo ganh tự chiến đạo quân sự 2.0 nha. Đầu tiên anh em đặt bông keo, anh em đặt xích ngoài cái miếng này xíu nha anh em, để mình nhảy lên nó không bị vướng cái nóc á. Đây, ui da, nhảy lại nha, nhảy lên cái này trước xong rồi nhảy qua bông keo này. Nhảy qua bông keo đó, nhảy thẳng lên luôn, đấy. Leo lên đây thì nó cao cao, anh em có thể cover cho đồng đội bắn ở dưới nó dễ hơn nha. Đấy, ok chưa. Còn hai thanh niên bên tem bạn nữa thì mình cũng sẽ ở đây mình cover, mình coi hai thanh niên kia nó ở đâu cái đã. Đấy, hình như là nó trên nóc nhà đó anh em à. Lướt qua đây coi nó có thấy tầm nhìn không. Đấy, thanh niên là ok. Qua đây nó xéo thì mình có thể bắn được thanh niên bên đó rồi. Bây giờ mình sẽ công xuống đây mình lụm đồ, mình kiếm thằng cuối cùng mình giết luôn cho anh em xem nha. Đấy, gạch thanh niên coi có cái gì không. Bông keo à. Rồi bây giờ tới góc bắn thứ hai nha anh em ơi. Góc bắn thứ hai thì ở cái map này nè anh em, thì mình sẽ đi đâu. Anh em hãy đi theo mình nha. Đầu tiên thì mình sẽ chạy lại cái chỗ container xanh xanh đang xéo xéo nè. Đó, anh em cầm cái súng anh em bật nhắm, anh em nhảy lên cái thành tường này. Xong anh em nhảy qua đây, đó. Anh em chú ý bên tay phải này trước nha, bên chỗ mình đang bắn nè. Thì có mấy thanh niên nó đi bên đó nó sẽ bắn mình được á, cho nên anh em chú ý bên đó. Ui ui. Đậu xanh. Anh em trước tiên anh em chú ý bên phải chỗ mình bắn trước nha. Nhảy lên đây thì chú ý bên đó trước. Bởi vì bên đó nó bắn mình được á, còn trước mặt thì nó không bắn mình được đâu, cho nên là chú ý kỹ bên đó. Rồi, ok. Bây giờ tới góc bắn kế tiếp nha, góc bắn thứ ba nha. Bắn thứ ba mình sẽ đi qua bên cái khu dân cư này, mình sẽ đi qua bên nhà tem bạn luôn. Mình sẽ lên nóc nhà và mình bắt mấy con gà tem bạn nha các bạn. Các bạn cùng theo dõi mình nha. Đấy, trước tiên mình coi có ai núp bên cái mấy cái khúc gỗ này không đã. Không có ai thì mình sẽ đặt ở đây. Đặt bông keo ở đây một trái nha, đặt trên giữa một trái nữa nha. Bông keo này đặt ở giữa thì mình có thể nhảy qua được đó anh em. Đấy, qua đây. Xong mình sẽ nhảy lên cái hai trái bông keo này để mình lên nóc nhà bên đó, mình cover mình bắn tem bạn nha các bạn. Đấy. Chạy thẳng qua, nhảy qua luôn, bấm nút chạy nhanh rồi bấm nút nhảy qua đó. Kìa, thanh niên đứng dưới chạy nè, chạy đâu em trai đó, ok sướng chưa. Hình như còn chưa biết mình ở đâu luôn thanh niên. À, thanh niên bắn mình rồi, bắn mình rồi nè. Chạy cái đó làm cái gì đó em trai. Ok, góc bắn này cũng khá là hay đó nha anh em. Rồi ok, thì bây giờ tới góc bắn kế tiếp nha anh em ơi. Hình như là góc bắn thứ tư rồi đúng không ta. Thì mình sẽ đặt bom keo ở dưới đây nha anh em. Đây, từ đây, đặt ở đây xong rồi canh giữa trái bơm keo, canh vô mép trong á, dàn giữa bơm keo đặt tiếp nữa, tiếp một trái nữa, đặt ba trái luôn. Để anh chi thì anh em cùng theo dõi mình nhé. Mình sẽ đi qua đây mình nhảy lên bơm keo. Đấy, từ bật nhắm nhảy lên từ thôi, đừng để nó rớt xuống, mất công nhảy lại lâu lắm. Lên nè, đó, lên nè. Đấy, thường thường mấy thanh niên hay đứng trên kia canh ke lắm, nó đứng ở đây bắn mấy thanh niên canh ke trên góc trên đó là ok luôn đó anh em. Ngồi xuống mấy thanh niên bắn không có được mình đâu. Đấy, thì cái góc bắn này mình thấy cũng rất là ok đó nha anh em cứ bắn thử nha. Nói chung là mình đứng ở trong đây thì mấy thanh niên ngoài kia, mấy thanh niên không có nghĩ là mình ở đây mình bắn nó đâu, cho nên là nó không canh ke trong đây đâu. Thường thường mấy bạn có đứng trên kia mấy bạn bắn mà bạn cũng canh ở dưới kia chứ các bạn đâu canh trên đây đâu đúng không. Rồi ok, thì bây giờ tới góc bắn cuối cùng nha anh em ơi, góc bắn thứ năm. Góc bắn này mình cảm thấy nó cũng rất là xịn sò nè anh em ơi, anh em cùng đi theo mình nha. Đầu tiên thì anh em muốn lên đó thì anh em phải có hai trái bom keo. Trái thứ nhất thì anh em sẽ đặt chỗ này, anh em canh cho nó ngay cái đường xanh đó thì nó sẽ thấp hơn cái đường xanh tí xíu và anh em sẽ nhảy lên được. Anh em sẽ qua đây, anh em nhảy lên bom keo trước xong rồi anh em nhảy qua cái làn xanh đó nha. Bấm nút nhảy nhanh á, bấm nút chạy nhanh xong rồi anh em bấm nút nhảy lên. Đấy. Xong rồi anh em đặt một trái bông keo ở dưới đây nữa. Đây, rồi mình sẽ nhảy qua đây nha. Bật nhắm nhảy lên bông keo. Xong anh em nhảy lên cái nóc này. Đây, ok. Kìa, thanh niên qua công bò mình kìa. Công này chạy, cầm cái súng chạy như con boss anh em à.
Ui, thanh niên là bắn đao thế. Ui, trời ơi, xíu nữa là bay cái mũ rồi. Thanh niên bắn đao vãi chưởng, chạy công ẩu. Công công ẩu nè. Rồi, còn thanh niên ở trên nữa là xong. Thôi, thanh niên chạy xuống luôn, chạy xuống luôn nè. Nhưng mà cái góc bắn này thì cũng không phải là góc bắn mình muốn giới thiệu với anh em đâu. Góc bắn mình muốn giới thiệu là góc bắn ở đây nè anh em ơi. Tại do cái trường hợp lúc nãy á, là chưa gì hết mà tem địch nó đã qua, nó công bên mình rồi, cho nên là mình mới đứng bên cái nóc nhà này mình bắn luôn. Chứ thật sự là mình sẽ qua cái nóc nhà bên xám xám bên kia đó, anh em, chứ không phải là nhóc nhà đỏ này đâu. Mình sẽ nhảy qua đây nè. Đó, xong rồi nhảy lên cái nóc nhà này. Xong rồi anh em lấy tay không nha, anh em bấm nút chạy nhanh, xong rồi anh em nhảy qua. Đó, nút chạy nhanh nhảy nó mới qua nha. Thường thường á, thì sẽ có nhiều thanh niên đứng ở bên hông cái nhà này nè mà canh ke mình, thì mình lên đây mình sẽ bắn được nó. Đây có thanh niên ở núp ở sau cái gốc cây đó kìa anh em. Của mình hình như là mình vừa mới thấy thanh niên đi qua tới bên nhà mình rồi kìa. Tới bên nhà mình rồi. Ấu xanh. Bây giờ mình không để ý luôn. Chạy nè, chạy lên ngay mình luôn. Nó không biết mình ở đâu luôn á anh em. Trên đây thì cũng ít người để ý lắm. Thì thường thường người ta sẽ nghĩ mình ở dưới chứ không có ai nghĩ mình lên nóc được này được đâu. Cho nên là nó không có để ý mình đâu. Đấy, đấy thanh niên đó. Có nhiều trận tôi bắn mà tem bạn cứ núp canh ke bên kia, tôi lên đây tôi bắn rất là phơi luôn, mà không hiểu sao hai trận tôi quay clip mà toàn là tem bạn công qua bên nhà tôi không à. Cho nên là đứng ở đây bắn ngược lại thì nó cũng không có hay cho lắm. Và đến đây thì mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn vì đã dành thời gian quý báu của các bạn mà xem hết clip của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn yêu dấu ở clip tiếp theo nha. Bye.